Xác định thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại bền vững. Thời gian qua, huyện Tiên Lữ đã có nhiều cách làm trong xây dựng phát triển sản phẩm OCOP. Xã Tiên Phiến được biết đến là địa phương có thế mạnh trong phát triển nông nghiệp. Nhờ khí hậu thuận lợi, những năm qua, địa phương đã thành lập và duy trì được nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác hiệu quả. Trong đó, Hợp tác xã Công nghệ cao Phúc Thành An thành lập từ năm 2021 với 10 thành viên. Đến nay, các sản phẩm này không chỉ góp phần đem lại thu nhập ổn định cho người lao động mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài tỉnh. Quy trình sản xuất ra được cái sản phẩm đông trùng hạ thảo đấy thì nó đòi hỏi cái vệ sinh rất nghiêm ngặt, phải tiệt trùng, tiệt khuẩn để khi mình cấy cái giống vào thì nó đã đạt cái tiêu chuẩn. Thông thường như trồng lúa, trồng ngô thì về cái trồng nấm đông trùng hạ thảo này sẽ có cái thu nhập gấp 2 đến 3 lần, sẽ đem lại cho cái hội viên cái nguồn thu nhập nó ổn định. Với lợi thế có diện tích trồng nhãn lớn tại huyện, thời gian qua, cơ sở sản xuất long nhãn, hạt sen, xã Minh Phượng đã dần có chỗ đứng trên thị trường. Nhờ mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị hiện đại, ngày 30 tháng 12 vừa qua, cơ sở này đã được Hội đồng Thẩm định công nhận đạt chuẩn 4 sao, qua đó tạo được niềm tin đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm. Trong năm vừa qua thì cũng nhờ sự quan tâm của tỉnh đã đánh giá được sản phẩm chúng tôi là đạt OCOP 4 sao. Thì đây cũng là một cái niềm động lực rất là lớn để phát triển và chúng tôi đã cung ứng ra thị trường khoảng hơn 2 tấn hàng. Toàn bộ thì đều được sản xuất theo quy trình khép kín, đạt tiêu chuẩn HACCP quốc tế và OCOP 4 sao. Đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phù hợp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện huyện đã có 16 sản phẩm được Hội đồng Sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá đạt từ 3 đến 4 sao tiêu biểu, trong đó 14 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 2 sản phẩm đạt 4 sao. Nhờ tận dụng lợi thế địa phương với điều kiện khí hậu và nguồn nước trong lành, không ảnh hưởng ô nhiễm bởi công nghiệp, đây là những điều kiện quan trọng để phát triển chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp an toàn theo hướng hữu cơ từ xây dựng các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Thời gian qua chúng tôi đã xây dựng cái thương hiệu các sản phẩm có thế mạnh của địa phương, đặc biệt là các sản phẩm được chứng nhận OCOP đưa đi các hội chợ như hội chợ OCOP của Quảng Ninh, Ecopark, từ đó là làm cầu nối để đưa các sản phẩm ra các thị trường trong nước, thậm chí là xuất khẩu ra cả nước ngoài.